là món quà thanh xuân tuyệt vời dành tặng cho những bạn trẻ, những người đang trải qua quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời. Và sau đó 8 năm họ gặp lại, giờ đây họ không còn là những cô gái chàng trai bồng bột hồn nhiên vô tư của năm nào, mà đều đã trưởng thành khi trải qua nhiều biến cố cuộc đời. 8 năm gặp lại, chúng ta chứng kiến số phận đảo chiều không ngừng của bốn người bạn thân Lâm, Dương, Tùng, Nguyệt. Mỗi nhân vật một tính cách, do hoàn cảnh, do chí hướng, lựa chọn của mỗi người, họ đã bị số phận đưa đẩy đến những hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh nào, họ vẫn có cách để vượt qua những khó khăn, chứng tỏ được giá trị của bản thân mình, và rồi họ đã trưởng thành chín chắn, vững vàng trên đôi chân của mình. Dương, cô gái trong sáng, rực rỡ như ánh dương, luôn hướng về phía trước. Dương mang trong mình nguồn năng lượng tích cực, đầy ắp niềm tin vào cuộc sống. Tuy nhiên, những mất mát và biến cố khiến cô phải chịu nhiều nỗi đau. Từ nỗi đau thiếu đi hơi ấm, vòng tay che chở của người bố ruột, khiến cho cô luôn đau đớn trong lòng, nỗi niềm khao khát có được tình cảm của bố. Và để rồi khi gặp lại, cô đã không thể chấp nhận được bố. Tiếp đến, niềm tin, hy vọng và tình yêu mà cô gửi trọn ở Lâm cũng sớm bị dội một gáo nước lạnh khi Lâm phũ phàng quay lưng đi, bán đứng đi tình yêu đó bằng tham vọng của bản thân khi đánh đổi bản hợp đồng và tiền đồ ở tương lai, rời xa Dương, để lại trong lòng cô một vết sẹo dài. Từ một cô gái trong sáng, Dương đã lao thẳng xuống hố sâu đen tối, trở thành một kẻ bất cần, cả lơ, sống không mục đích. Tuy nhiên, khi đương đầu với thử thách, Dương vẫn là người quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, khao khát được trở về với con người của chính mình. Lâm, một chàng trai có năng lực, khát vọng, dù mang trong mình trái tim yêu thương chân thành dành cho Dương, nhưng khi đối mặt với nghịch cảnh, sự ép buộc của ông Quảng, bố của Dương, Lâm khao khát mình có thể đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu thương. Anh buộc phải lựa chọn làm tổn thương Dương, lựa chọn rời xa làm tổn thương cô ấy. Gặp lại Dương 8 năm sau, Lâm giờ đây đã đủ bản lĩnh, đủ sức gánh vác và có thể bù đắp những thiệt thòi mà Dương đã phải chịu đựng suốt những năm tháng qua. Tuy nhiên, đó cũng là lúc anh phải chấp nhận nhìn người thương bên cạnh người khác. Nguyệt là một cô gái hiền lành, dịu dàng, có nét thanh tao như ánh trăng lung linh trên bầu trời kia. Tuy nhiên, sâu thẳm trong cô gái ấy luôn chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Nguyệt có một mối tình đẹp như mơ với người bạn thanh mai trúc mã. Cuộc sống của Nguyệt vốn rất êm đềm với công việc giáo viên ổn định, chồng yêu thương và quan tâm. Tuy nhiên, sau khi kết hôn và có con, Nguyệt lại phát hiện chồng ngoại tình. Mọi bi kịch bắt đầu đổ ập tới với Nguyệt, khiến cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng, tưởng không lối thoát. Tùng, chàng trai đào hoa, phong lưu, trải qua một tình yêu đẹp cùng Nguyệt, họ đã đơm hoa bằng một đám cưới và kết trái làm cô con gái bé nhỏ Cam Cam. Tuy nhiên, non sông dễ đổi, bản tính khó rời, Tùng lại chứng nào tật nấy, lăng nhăng. Khi rơi vào những cám dỗ cuộc đời, Tùng đã sa ngã và ngoại tình ngay trước mặt vợ, để rồi cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc bấy lâu nay đã đứng bên bờ vực thẳm. Liệu rằng Lâm, Dương sau 8 năm xa cách, giờ đây họ có thể tìm lại thấy nhau hay không? Tùng, Nguyệt sẽ có thể níu giữ được cuộc hôn nhân này, và Dương, bố đẻ, có thể hàn gắn lại với nhau sau những năm đau đớn oán hờn